Trưa 4 tháng 10, Việt Nam thắng Triều Tiên 3-1, nâng tổng điểm lên con số 5. Trong khi đó, với chiến thắng tuyệt đối trước Hàn Quốc, chủ nhà Trung Quốc leo lên đỉnh bảng E với 6 điểm. Hàn Quốc chỉ có 1 điểm, còn Triều Tiên trắng tay. Do mỗi đội chỉ còn 1 lượt trận, hai vị trí đầu bảng không thể thay đổi. Vì vậy, Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn đi tiếp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào bán kết bóng chuyền nữ ở ASEAN. Trong lịch sử, đội tuyển mới tham dự 2 kỳ, đứng thứ 7 vào năm 2006 ở Qatar và thứ 6 năm 2018 tại Indonesia. Điều này nối dài chuỗi thành tích cao của tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023. Trước đó, đội vô địch giải các câu lạc bộ châu Á với tên gọi Sport Center E, sau đó vô địch AVC Challenge Cup và giành vé giữ FIVB Challenger Cup. Việt Nam cũng lần đầu lọt vào top 4 ở giải vô địch châu Á 2023. Hành trình vào bán kết của Việt Nam tại ASEAN 19 khá ấn tượng, khi lần lượt thắng Nepal 3-0 và ngược dòng hạ Hàn Quốc 3-2 tại vòng 1. Đội tuyển nhờ đó vào vòng 2 với ngôi nhất bảng C. Tại vòng này, do kết quả trận đấu Hàn Quốc được giữ nguyên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nghiêm nhiên có 2 điểm. Trận đấu với Trung Quốc ngày 5 tháng 10 chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì. Do đó, theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Việt Nam cần tính toán đấu pháp hợp lý. Chúng tôi nhiều khả năng không bung sức khi gặp Trung Quốc, ông nói sau trận đấu Triều Tiên. Thực tế, bung hết sức cũng khó có cơ hội giành kết quả tốt trước chủ nhà. Ông Kiệt nói thêm rằng nhiều khả năng hai đội tuyển còn lại vào bán kết là Thái Lan và Nhật Bản. Họ đều rất mạnh nên Việt Nam không cần tính toán chọn lựa. Chấp nhận thi đấu cầm chừng trước Trung Quốc và dồn sức cho bán kết vì vậy có thể là nước đi hợp lý. Nếu thua ở bán kết, đội tuyển vẫn còn cơ hội thi đấu trận tranh HC đồng. Ở châu Á hiện nay, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan vẫn đáng gờm nhất. Bản thân Việt Nam hiểu rất rõ sức mạnh của Trung Quốc khi mới thua 13, 25, 12 đến 25 và 22 đến 25 tại bán kết giải vô địch châu Á 2023. Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đã bị cho thôi tập huấn vì liên quan đến việc các vận động viên của đội tuyển này không được đảm bảo chế độ ăn như quy định của nhà nước. Việc sử dụng tiền ăn dành cho vận động viên có dấu hiệu thiếu minh bạch. Huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà là nhân vật chính của vụ việc. Huấn luyện viên còn lại là ông Tô Minh không xuất hiện trong các cuộc làm việc của phòng thể thao thành tích cao 2 cục thể dục thể thao với đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trong ngày 3 tháng 10. Tuy nhiên, vì nằm trong thành phần ban huấn luyện nên ông Tô Minh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nên cũng bị cho thôi tập huấn. Cục thể dục thể thao triệu tập ông Vũ Văn Trung, Hà Nội làm huấn luyện viên trưởng và ông Vũ Đình Tuấn, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội làm huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ ngày 6 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đội không tiếp tục tập huấn tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nữa. Trước đó ngay trong chiều 3 tháng 10, lãnh đạo Cục thể dục thể thao đã chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về tập huấn và bố trí ăn nghỉ tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Cục thể dục thể thao sẽ tiếp tục xác minh và nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.